Chào mấy anh em nha, bữa nay bãi về một con xe rồ bánh xích còn rất là đẹp, máy cỡ 90%, xài máy Mitsu 180 đời cao. Nếu mình xài thời gian mà hư cái máy, mình có thể mua con Honda mình liệt lên xài vẫn ok. Sexy đồ nó rất là dễ gắn, lốc còn rất là đẹp, xích còn rất là đẹp, thùng đoạn đồ rất là ngon. Đây, rất là đẹp. Để dỡ cái thùng cho anh em coi. Chèn thùng chân dưới là còn đen xì luôn. Rất là ngon. Để nổ máy cho anh em nghe. Chút phát là nổ nha anh em. Có hai số tới, hai số về. Giờ số về tiếp đi. Đó.